Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái cách cứu một cái cây lan hồ điệp mà sắp chết. Còn về nguyên nhân dẫn đến cây lan hồ điệp để có cái biểu hiện sắp chết thì đây, như các bạn nhìn thấy này, là toàn bộ lá là đã quằn và khô. Đấy. Cái này thì mình vừa cắt xong. Cái này mà nếu mà cứ để khoảng độ 5 ngày nữa là cây lan của chúng ta là sẽ bị chết hoàn toàn. Vì vậy nên hôm nay mình gặp cái trường hợp này, mình sẽ chia sẻ với các bạn. Để bạn nào mà biết rồi thì thôi, chưa biết thì chúng ta cùng nhau chăm sóc cây lan. Sau khi mà chúng ta nhận thấy cái biểu hiện của cây lan sắp chết thì là về đương nhiên là chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên nhân tại sao mà cây lan nó như thế. Đấy. Là do bệnh hay là do một số nguyên nhân nào? Bây giờ mình sẽ tìm nguyên nhân. Cái thứ nhất đấy là do không phát rễ mới, không hút được chất dinh dưỡng. Cái thứ hai ấy, hay là do mình bỏ quên mình không tưới. Cái thứ ba ấy, hay là do bệnh. Vậy thì bệnh thì mình kiểm tra bằng cách nào? Cái thứ nhất là mình nói bệnh trước, thì hiện tại trên cái cây lan của mình đây là không có một vết bệnh nào hết. Mặc dù như vậy nhưng đã có một số những lá úa mà mình vừa cắt ra đây. Thì bây giờ mình đi điều tra xem là tại bệnh gì. Nếu mà bệnh trên lá thì đương nhiên là không phải rồi. Một số nấm mốc là cũng không có. Và mình sẽ cắt cái lá đã chết này ra, xác định là nếu như bây giờ mình nặn cái nước lá ở trong này nó chảy ra mà nó có mùi hôi thì xác định là đây nó là bệnh thối lá. Còn trường hợp mà không có thì mình lại xử lý theo phương án khác. Nếu mà bệnh là mình sẽ xử lý theo thuốc bệnh. Như vậy là không có các bạn nha. Nước không chảy ra. Có một chút là mùi không hôi. Thì đương nhiên mình sẽ kết luận là cây lan này có biểu hiện chết là không phải là do bệnh. Mặc dù là đã héo hết này các bạn. Đây là cách bắt bệnh của cây lan. Trên cây lan ấy, của chúng ta ấy, không có một vết bệnh nào hết. Nó chỉ có một cái biểu hiện là xuống lá thôi. Vì vậy cho nên mình sẽ kết luận là đây, cây lan chết không phải là do bệnh mà là do thiếu nước. Do mình để ở một cái vị trí là nó xa cái giàn cho nên là thiếu nước. Từ cái thiếu nước này là bộ rễ không phát triển được. Không phát triển được cho nên là nó sẽ không hút nước và không trao đổi được chất dinh dưỡng, dẫn đến là cây lan sẽ chết. Mà muốn khắc phục được cái này ấy, thì cũng không khó lắm đâu các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt toàn bộ cái lá héo này đi. Mình để lại là hai cái thôi. Đấy. Giả sử các bạn gặp trong trường hợp mà cái lá này nó héo tiếp thì các bạn vẫn cứ cắt bình thường nhé. Không sao cả. Sau đó là chúng ta tiến hành, chúng ta cắt toàn bộ. Khi chúng ta cắt lá xong, chúng ta tiến hành là ta sẽ bôi cái keo để sẹo. Đó. Phần lá này sở dĩ tại sao là vì cái cuống mình không cắt phosphat vào, vì thực ra cái cuống của nó vẫn đang còn một chút cái chất diệp lục nên mình để lại cho nó quang hợp, hôm sau tự khắc nó sẽ rụng thôi. Cái này là nguyên nhân chính là do nó bị mất nước dẫn lên bộ rễ không phát triển được các bạn.
không phát triển được, cho nên là cái số lá nó nhiều trên cây, không đủ nuôi cây, bắt buộc là nó phải chết. Mình phải dùng cách này để mình cứu cái cây lan. Để khô hết rồi các bạn. Trong trường hợp này thì chúng ta là phải dùng thuốc B1 các bạn nhé. Thuốc B1 này là của Hoa Kỳ này, các bạn nào có ở Thái Lan cũng được. Đấy. Chúng ta sẽ pha hai cái cc B1 này ứng với lại 1 lít nước. Đấy. Chúng ta cho cái cây lan này vào, cây lan bị hỏng này vào. Đấy. Chúng ta ngâm. Thời gian ngâm của chúng ta ấy là 40 phút. Bây giờ mình tiến hành là mình đi pha thuốc nhé. Các bạn lưu ý là trong khi mà lấy thuốc B1 vì lọ chúng ta là lọ đã dùng rồi, ta phải sắc đều lên để cho nó trộn đều thuốc. Và bây giờ mình sẽ cho 4cc thuốc B1 vào đây, ứng với lại 2 lít nước. Chúng ta sẽ ngâm cái cây lan này vào. Và đây là cái kết quả sau khi mà mình xử lý. Hiện tại là các bạn nhìn thấy là cây lan của mình lá đã bóng và trở lại xanh, phát triển bình thường các bạn nhé. Đặc biệt là đã thêm được một lá nõn đây các bạn này. Bằng cái cách xử lý tí nữa là mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn cái cách xử lý tiếp theo. Đấy, các bạn thấy không, lá là đã xanh lại bình thường, cây là phát triển rất tốt. Đấy, thêm được một cái lá nữa. Đấy, các bạn yên tâm là cây lan thì được đảm bảo được 2 cặp lá thì nó sẽ có hoa. Cuối năm nay thì chắc chắn rằng là mình sẽ có hoa tiếp tục để chơi. Đấy. Đây các bạn, bộ rễ đây. Bộ rễ hiện tại là phát triển rất tốt. Đấy. Đấy các bạn này. Nếu chúng ta mà không nhanh chóng phát hiện sớm mà không cứu nó thì chắc chắn rằng là cây lan này đã bị chết. Vì vậy cho nên là mình sẽ chia sẻ với các bạn để các bạn gặp trường hợp này thì các bạn xử lý theo cái cách của mình đấy, thì là chắc chắn rằng sẽ cứu được cây lan thôi. Vậy thì những cái tiếp theo là cái gì? Thì sau khi mà chúng ta cây lan của chúng ta ở cái cung đoạn trước ấy là chúng ta ngâm vào trong cái thuốc B1 pha chế như mình chia sẻ đấy là 40 phút. Sau cái nào là chúng ta tiến hành ta ghép vào chậu bình thường các bạn nhé. Đấy. Và treo lên dàn tưới ẩm bình thường hàng ngày. Sau đó là ta dùng cái đầu trâu này các bạn này. Đấy. Thì cứ hàng ngày ấy là chúng ta đều phải giữ ẩm, và 2 ngày chúng ta phun 1 lần cái thuốc đầu trâu này. Và trước khi phun thuốc đầu trâu ấy, thuốc đầu trâu đây này, thì chúng ta phải tưới ẩm trước đi 40 phút giữ ẩm cho nó, sau đó chúng ta mới tiến hành bơm đầu trâu này. Vậy thì là pha chế thì là gì? Cứ ở trong lọ đầu trâu này nhá, là nó có một cái muỗng. Chúng ta lấy một cái muỗng đấy phân đầu trâu này ứng với lại 1 lít nước, và cứ 2 ngày chúng ta bơm 1 lượt. Tại sao 2 ngày bơm 1 lượt? Là vì là chúng ta đã giảm cái nồng độ của anh đầu trâu này rồi, cho nên là chúng ta cứ yên tâm là 2 ngày chúng ta bơm 1 lượt thì cũng không vấn đề gì cả. Đấy các bạn thấy đầu trâu
bằng cái cách mình xử lý như vậy ấy, thì là hiện tại là các bạn thấy cây lan cực kỳ đẹp luôn. Các bạn mà gặp trường hợp này xử lý như mình ấy, thì chắc chắn là sẽ đảm bảo. Qua video này nhờ các bạn nhấn vào cái nút đăng ký ở tay phải màn hình các bạn. Chúc các bạn là khi gặp được trường hợp này xử lý vậy là sẽ thành công. Xin chào các bạn nhé.